Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 15 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiết lộ danh tính nghi phạm sát hại mẹ kế trong phòng trọ. Tạm giữ giám đốc nhân sự tống tiền đồng nghiệp người nước ngoài. Chung cư Mường Thanh tại Đà Nẵng đã tự tháo dỡ 78 căn hộ xây sai phép. Từ hôm nay ngày 15 tháng 4, nhà mạng khóa 2 chiều với thuê bao không chuẩn hóa thông tin. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm qua ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một tạm giữ nghi phạm trong vụ án nghi con gái sát hại mẹ kế ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Thị Mỹ Chung, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tỉnh Vĩnh Long. Khoảng 8 giờ ngày hôm qua, Nguyễn Thị Mỹ Chung ra tay sát hại mẹ kế là bà NTN, tên viết tắt, sinh năm 1964, quê Đắk Lắk, tại một nhà trọ trên đường D9, thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Sau khi gây án, Chung gọi điện thoại báo cho bố, rồi gọi điện báo công an. Nhân chứng vụ án cho biết, nghi phạm có vấn đề về tâm thần, không tỉnh táo. Công an tỉnh Quảng Nam hôm qua 14 tháng 4 cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Phương, 40 tuổi, ngụ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, một đồng nghiệp người nước ngoài tạm trú phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, Quảng Nam làm chung công ty với Phương có gửi đoạn clip nhạy cảm cho một nữ nhân viên của công ty Phương làm việc. Dù nữ nhân viên không có yêu cầu bồi thường, tuy nhiên qua nói chuyện biết người đàn ông nước ngoài sợ bị nữ nhân viên khiếu nại và bị sa thải. Phương đã yêu cầu người đàn ông nước ngoài bồi thường một chiếc xe máy SH, nếu không sẽ báo cáo lên lãnh đạo công ty. Người nước ngoài này đã chuyển số tiền hơn 73 triệu đồng vào tài khoản do Phương cung cấp, sau đó gửi đơn tố giác Phương đến cơ quan chức năng. Tại họp báo quý 1 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hôm qua ngày 14 tháng 4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn đã trả lời câu hỏi về tình hình xử lý vi phạm tại tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Theo ông Tuấn, việc tháo dỡ vi phạm tại khối chung cư Mường Thanh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao cho quận Ngũ Hành Sơn thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác này bị gián đoạn. Hiện doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, chủ đầu tư dự án, đã tự nguyện tháo dỡ 78 căn hộ, khoảng 50% số căn hộ xây sai phép ở các tầng theo giấy phép được cấp trước đây là bố trí chỗ đậu đổ xe và nhà trẻ cho khối chung cư. Quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục đôn đốc tháo dỡ các hạng mục sai phạm trong thời gian tới hoặc tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Vinaphone cho biết nhà mạng này sẽ chính thức khóa 2 chiều đối với các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin vào ngày hôm nay 15 tháng 4. Sau thời điểm bị khóa thuê bao 2 chiều, khách hàng sẽ không thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua website app MyVNPT. Tuy nhiên, Vinaphone vẫn tiếp tục hỗ trợ mở khóa thuê bao cho các khách hàng có nhu cầu tại các điểm giao dịch trên cả nước. Để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin, khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu khi đến thực hiện giao dịch. Các điểm giao dịch của Vinaphone sẽ tăng cường hoạt động, hỗ trợ khách hàng đến 21 giờ hàng ngày, từ nay đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Sau ngày 15 tháng 5, các thuê bao không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị thu hồi về kho số của nhà mạng. Hôm qua ngày 14 tháng 4, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo thanh tra phối hợp với các phòng chức năng vào cuộc xác minh, làm việc với Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, để làm rõ thông tin phản ánh việc nhà trường kêu gọi thầy, cô giáo, cựu học sinh đóng góp hơn 2,6 tỷ đồng chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Theo ông Thức, về quy định tổ chức lễ kỷ niệm năm chẵn là theo quy định của nhà nước. Nếu không ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì tổ chức tri ân các thế hệ thầy cô, học trò là việc làm hết sức ý nghĩa. Cũng theo ông Thức, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được tờ trình của nhà trường, nhưng không có kế hoạch chi tiết cho các công việc thực hiện. Hiện Sở cũng chưa có văn bản trả lời. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp 7 cái vào mặt, lãnh đạo trường trung học cơ sở số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc trực tiếp với các phụ huynh và những học sinh liên quan. Tại buổi làm việc, sau khi các thầy, các cô giáo, phụ huynh phân tích, các em NHAH, tên viết tắt lớp 7A và THBN,
tên viết tắt lớp 6D, đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm đạo đức học sinh, vi phạm nội quy và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Mẹ nữ sinh đánh bạn đã gửi lời xin lỗi đến nữ sinh bị đánh cũng như gia đình, các thầy cô giáo. Đây là vi phạm lần đầu phụ huynh em hát. Mong muốn mọi người tạo điều kiện cho con sửa sai, gia đình sẽ giáo dục để em hát khắc phục khuyết điểm. Phụ huynh của hai em học sinh cũng thống nhất giải quyết nội bộ bởi các em còn nhỏ, sự việc xảy ra cũng chưa gây thương tích hay hậu quả gì nghiêm trọng. Hôm qua ngày 14 tháng 4, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Công Nhật Thành, 28 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, tối ngày 1 tháng 2 năm 2023, Thành lái ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest với tốc độ cao, tông vào phía sau xe 4 chỗ hiệu Honda Civic của anh NTDH tên viết tắt 48 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, trên đường Ngũ Hành Sơn. Sau va chạm, anh H bị gãy cổ tử vong, hai ô tô hư hỏng nặng. Bộ đội biên phòng Quảng Trị hôm qua ngày 14 tháng 4 cho biết đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới. Theo đó, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng thấy một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện người này vận chuyển khoảng 210.000 viên nén màu hồng trên xe máy nghi là ma túy tổng hợp. Tiến hành khai thác nhanh, người này đã khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp và đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được xác minh làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm qua ngày 14 tháng 4, lãnh đạo Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa qua khi đang tuần tra trên địa bàn ấp Cù Lao, lực lượng Công an xã Hưng Hội phát hiện một phụ nữ không phải người dân địa phương, có dấu hiệu sức khỏe không tốt. Người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, không nhớ nhà ở đâu và thân nhân là ai, chỉ nói mơ hồ mình là chòm cao. Khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xác định chị tên Thị Hai, sinh năm 1980, dân tộc Khmer, ngụ ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Công an đã thông báo với người thân của chị Thị Hai. Theo người nhà, khoảng năm 2013, chị Hai đi chợ bán cá và mất tích từ đó. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Chiều qua ngày 14 tháng 4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Người dân phát hiện ông Lê Văn Tê, tên viết tắt sinh năm 1976, quê ở Thanh Hóa, cùng chiếc xe máy đang chở hàng cồng kềnh nằm dưới đường trong làn xe ô tô. Khi đến kiểm tra thì ông Tê đã tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, người dân có thấy một chiếc xe đầu kéo chạy qua. Mọi người nghi ngờ chiếc xe này đã va trúng chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh rồi cán qua nạn nhân. Đến tối ngày hôm qua, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera tại khu vực xảy ra tai nạn để truy tìm phương tiện liên quan đến tai nạn. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4, sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4, trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 28 năm qua, trong tất cả các lĩnh vực, trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Antony Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, các biện pháp để duy trì đà và đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 2013-2023. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh hôm qua 14 tháng 4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm kiểm soát đảo Đài Loan bằng vũ lực là việc không thể chấp nhận được và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng với châu Âu. Quan chức phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell sau đó nhắc lại quan điểm của bà Baerbock khi chuẩn bị bài phát biểu tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, sự kiện này bị hủy vì ông mắc COVID-19. Các quan chức phụ trách đối ngoại của châu Âu đang thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan sau khi phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị phản ứng mạnh. Bộ Nội vụ Nga cho biết, cảnh sát Nga vừa bắt giữ một phụ nữ vận chuyển ma túy ở thành phố Nigitagi, tỉnh Svolovskaya. Để tránh bị nghi ngờ, nghi phạm đóng giả là một người mẹ dắt theo con gái nhỏ và bồng một đứa con sơ sinh. Tuy nhiên, mở hết lớp quần áo ấm cho trẻ sơ sinh mà đối tượng bồng trên tay thì lại là một chú mèo.
Qua khám xét, cảnh sát thu giữ được 5 gói Metafebramon bên trong quần áo của chú mèo. Nghi phạm đã nhận vận chuyển lượng hàng hóa bất hợp pháp này đến với người dùng thông qua một người ẩn danh trên mạng. Nghi phạm đã thực hiện trót lọt 12 lần giao hàng trước khi bị bắt. Theo Bộ Nội vụ Nga, tổng cộng 170 gram ma túy đã được thu giữ. Theo luật pháp Nga, nữ nghi phạm có thể bị phạt từ 8 đến 15 năm tù. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!